là Lương Ngọc Thanh Tân, mình là một nhân viên marketing, năm nay mình 26 tuổi. Ban đầu thì mình tập với dụng cụ ở câu lạc bộ, nhưng mà mình cảm thấy là khi tập luyện một mình thì nó không có hiệu quả lắm, nên là mình quyết định tìm đến PT. Chị Tân thì cũng vô tình là chị Tân tham gia vào chương trình BTC gần đây là thay đổi hình thể. Nên trong một tháng gần đây chị Tân tập rất là cần cù. Đây là một hội viên rất là tích cực và rất là năng động, vừa trong việc tập luyện và dinh dưỡng của mình rất là khắt khe. Thì chị Tân đặt ra mục tiêu của mình là phải lấy được giải nhất của chương trình BTC, nên rất là nỗ lực. Trong quá trình luyện tập, các PT đem lại động lực cho mình để mình không bỏ cuộc trong lúc tập luyện, tư vấn cho mình về sức khỏe và ăn uống nghỉ ngơi là hợp lý. PT Kai là một người rất là vui tính, rất là dễ gần và rất là thân thiện. Cảm thấy như là mình có thêm một người bạn, không cảm thấy nhàm chán khi mà tập luyện một mình nữa. Giống như một người bạn với nhau, là khi tập luyện là khó khăn cái gì, cuộc sống là cần hỗ trợ cái gì. Mình tưởng tượng như là hai huấn luyện viên với hội viên mình như là bạn bè với nhau, mình rất là dễ tập luyện. Mình cảm thấy hiệu quả tăng gấp đôi so với lúc trước mình luyện tập. Bây giờ thì mình đã có một body hoàn hảo hơn và sexy hơn. Sự thay đổi lớn nhất là vùng mỡ bụng đã giảm được gần 5%. Đó là vùng mông được tăng lên từ 85 lên 91. Vùng bụng thì từ xuống được còn khoảng 61 vòng eo. Đối với chị Tân thì mình nhắn nhủ như là tiếp tục cố gắng, phấn đấu thì chắc chắn thành công sẽ tới với mình. Và nhất định là năm nay mình sẽ đạt được giải nhất BTC. Cảm ơn anh đã luyện tập cùng em trong thời gian vừa qua. Và chúc anh sẽ có nhiều may mắn hơn, nhiều thành công hơn trong công việc.